Trước thềm CAN 2019, Transport People đã đưa ra một cuộc bầu chọn xem ai là cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi mọi thời đại, và Didier Drogba đã vượt qua những đối thủ như Yaya Touré hay Samuel Eto'o để giành được vinh dự này. Đó là sự ghi nhận của những nỗ lực trên sân cỏ của ngôi sao này, và tất nhiên là cho những điều mà Drogba làm được, thậm chí còn vượt qua khỏi quy mô của bóng đá. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều đó. Thời còn sổ dậy thi đấu, Drogba đã cùng những đội bóng của mình tạo nên nhiều chiến công hiểm hách, cá nhân anh cũng lập được nhiều thành tích để đời. Anh cùng Chelsea 4 lần vô địch Premier League, 4 lần vô địch FA Cup và 1 lần lên ngôi ở Champions League. Drogba đã 105 lần khoác áo đội tuyển bờ biển Nga và đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của đội tuyển quốc gia với 65 pha lập công. Anh cung cấp công lớn cho đội tuyển bờ biển Nga khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết World Cup 2006. Chiến tích lịch sử lần đầu tiên giành vé World Cup cho bờ biển Nga được tạo nên sau khi Drogba và đồng đội đánh bại Sudan 3-1 trong trận đấu vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Phi. Trận đấu lịch sử ấy diễn ra vào ngày 8 tháng 10 năm 2005. Ngay sau khi trận đấu khép lại, thủ quân của đội tuyển bờ biển Nga đã mời cánh phóng viên vào phòng thay đồ của đội nhà. Các phóng viên đã hướng tới vị trí ngồi của Drogba. Với vẻ mặt chân thành, Drogba hướng thẳng ánh mắt vào các ống kính máy quay. Hỡi tất cả mọi người tại bờ biển Nga, không phân biệt kẻ trai, vùng miền. Hôm nay, chúng tôi đã chứng minh được bằng tất cả rằng tất cả những người dân bờ biển Nga có thể chung sống cùng nhau, có thể sát cánh bên nhau với chung một mục tiêu, đó là giành vé dự World Cup. Chúng tôi đã hứa rằng chuyện ăn mừng này sẽ đoàn kết mọi người. Và hôm nay, chúng tôi cầu xin mọi người, chúng tôi quỳ xuống cầu xin mọi người. Sau đó anh và các đồng đội đã quỳ xuống sàn nhà và anh nói tiếp, hãy thứ tha, hãy thứ tha, hãy thứ tha. Một quốc gia giàu có như thế không thể bị tàn phá bởi chiến tranh như vậy. Hãy buông vũ khí xuống, hãy tổ chức bầu cử, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Lời cắn cầu của Drogba được đưa ra trong bối cảnh bờ biển Nga đang phải chịu hậu quả của nội chiến tàn phá. Cuộc nội chiến thứ nhất xảy ra vào năm 2002 và leo thang vào những năm sau đó. Vào thời điểm bờ biển Nga gặp Sudan kể trên diễn ra, kênh CNN ước tính đã có khoảng 4.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất nhà cửa vì cuộc nội chiến này. Lời cắn cầu của Drogba trong bối cảnh cả đất nước bờ biển Nga ăn mừng chiến công lịch sử lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup có sức lay động to lớn với cả dân tộc. Thông điệp với đầy sự chân thành của Drogba đã chạm tới trái tim của tất cả mọi người trong nước, từ dân thường cho tới tướng sĩ của cả hai phe đối địch nhau trong quốc gia châu Phi này. Cao gần 1m9, nặng gần 90kg cùng thân hình lực lưỡng, không có biệt danh nào phù hợp với Drogba hơn 2 tiếng vô rừng. Con voi ấy khiến đối phương kinh hồn bạt vía mỗi khi đến gần bởi hình dung sự cổ quái, khí chất bất phàm và sức mạnh phi thường. Và con voi ấy dưới ánh mặt trời như thể phủ bóng lên tất cả. Nhưng ở Drogba, bỏ qua bề ngoài, người ta lại nhìn thấy những gì thật nhất về con người ấy là sự khát khao. Chúng ta luôn nhắc nhiều về khát khao nhưng có khi lại chẳng biết nó là gì. Drogba ra mắt đội tuyển bờ biển Nga năm 2002, cùng năm quê hương anh xảy ra cuộc nội chiến giữa một bên là phe nổi loạn theo đạo Hồi chiếm giữ phương Bắc, phe còn lại là chính phủ thuộc cơ đốc giáo chấn giữ miền Nam. Vào năm 2004, đội tuyển bờ biển Nga đang nỗ lực để lần đầu góp mặt vào World Cup. Nỗi thất vọng bỏ lỡ CAN không làm họ nhục chí với điểm tựa vững chắc là Henry Maysen, huấn luyện viên nổi tiếng từng dẫn dắt Pháp, Cameroon, Maroc. Mặt khác, họ sử dụng lứa tài năng kế cận đang thi đấu ở châu Âu. Và rồi họ đạt được thành quả là chiếc vé tham dự World Cup. Hơn thế nữa, thành quả ấy có tác động rất lớn đến bối cảnh đất nước. Đội tuyển bóng đá bờ biển Nga có lẽ là thực thể phù hợp nhất đại diện cho một quốc gia để khơi gợi cho sự thống nhất toàn quốc. Chẳng hạn như hình ảnh Drogba, một người miền Nam khoác vai Kulu Touré, tín đồ Hồi giáo phía Bắc. Một mình bóng đá rõ ràng không thể đảm bảo tiến trình hòa bình bền vững, nhưng hành động của Drogba là lời nhắc nhở cho cả hai phe rằng dù là ai, chiến đấu cho tổ chức lý tưởng nào thì bạn vẫn là người bờ biển Nga. Nguồn cảm hứng nổi lên, Drogba với công cụ là nghề nghiệp của mình đã trực tiếp tạo ra sự can thiệp vào tình hình chiến trường. Đưa bóng đá từ thủ đô Abidjan, địa điểm tổ chức bóng đá quen thuộc, và đặt thủ đô hành chính về Bouaké, nơi đóng quân của phe nổi dậy miền Bắc. Bằng sức ảnh hưởng của mình, Drogba đã thuyết phục thành công Tổng thống Zimbabwe cho rời địa điểm tổ chức trận đấu ở vòng loại CAN 2008 gặp Madagascar. Đấy là trận đấu mà nếu thắng, bờ biển Nga sẽ thẳng tiến tới ngôi nhất bảng và lấy vé đi Ghana. Tính chất quan trọng của trận bóng cộng với nỗ lực lấy thiện cảm của dân chúng miền Bắc khi lần đầu tiên đội tuyển quốc gia về Bouaké chơi bóng quốc tế là những gì mà Drogba kỳ vọng làm thay đổi bộ mặt đất nước.
Trận đấu ở Buake không chỉ là màn phân định vé dự can của bờ biển Nga mà còn trực tiếp gửi một thông điệp đến công dân trên tổ quốc: chúng ta là người bờ biển Nga. Sân vận động ở Buake thậm chí đã nhận vốn của chính phủ miền Bắc để xây lại mái một góc khán đài. Chính là bóng đá, không phải bất kỳ một chính trị gia hay nhà ngoại giao nào xích con người hai miền lại gần nhau hơn. Một thập kỷ sau cuộc bầu cử đầy tranh cãi của Zimbabwe, cuộc bỏ phiếu cuối cùng cũng diễn ra sau 5 năm trì hoãn. Như vậy là những nỗ lực gián tiếp của Drogba đã được hành động cụ thể hóa. Mọi thứ đã được bình lặng kể từ đó và hệ thống hành pháp nhà nước, tổng thống thủ tướng đưa nền kinh tế của bờ biển Nga liên tục tăng trưởng sau thảm họa chiến tranh. Drogba sở hữu bộ sưu tập đồ sộ gồm 7 danh hiệu vô địch quốc gia, 7 cúp quốc gia và một Champions League. Nhưng thành tựu lớn nhất của cuộc đời Drogba là trả lại bóng đá về sứ mệnh thiêng liêng của nó, hàn gắn và kết nối con người. Drogba tự hào chia sẻ: đời tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp thi đấu bóng đá, nhưng chẳng gì sánh được với chiến thắng trong cuộc chiến giành lại hòa bình ở đất nước tôi. Bây giờ là câu chuyện bóng đá thực sự về Drogba. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Mourinho đã thốt lên: gã khổng lồ mang áo số 11 ấy ghi bàn và biến cả cầu trường thành một quả cầu nữa. Tất nhiên Mourinho cũng yêu Drogba ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên trong giờ nghỉ giữa hiệp, ông tiếp cận cầu thủ đối phương và bắt đầu tếu táo: nhà cậu có anh em giới thiệu để tôi mua chứ cậu thì đắt quá. Drogba hào sảng trả lời: không phải giới thiệu gì sức, một ngày nào đó ông sẽ đến đội bóng đủ lớn để mua tôi. Rồi cả hai cùng bật cười khống khoái. Một cuộc nói chuyện ngạo nghễ của hai con người ngạo nghễ đủ toát lên vẻ phi phàm dù đang trên con đường lập thân và định danh của hai nhân vật không lâu sau làm điên đảo túc cầu. Ngày ấy Mourinho dẫn dắt Porto, còn Drogba khoác áo Marseille và bởi phẩm chất phi phàm, cái hẹn tương phùng của cầu thủ người bờ biển Nga nhanh đến bất ngờ. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Mourinho dẫn Porto một mạch đến chức vô địch Champions rồi được giải thảm sang Chelsea. Trong khi đó, những pha làm bàn của Drogba vào lưới Porto, Real Madrid được không đủ để giúp Marseille giành vé vào vòng trong. Tuy nhiên, khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra. Marseille xuống chơi ở UEFA Cup và tiến thẳng một mạch đến vị trí Á quân. Họ chỉ để thua Valencia, một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu thời điểm đó, trong trận chung kết. Drogba dĩ nhiên vẫn là hậu tướng lĩnh ấn tiên phong với các pha lập công vào lưới của Liverpool, Inter Milan hay Newcastle. Kết thúc mùa giải, Drogba ghi được 32 bàn thắng sau 55 trận cho Marseille trên mọi mặt trận, thành tích quá đỗi ấn tượng. Và y như lời hẹn, vừa sang Chelsea, với hậu bao rủng rỉnh của nhà tài việt Roman Abramovich, Mourinho lập tức rước Drogba về sân Stamford Bridge. 24 triệu bảng là số tiền mà The Blue phải chi ra. Đây là bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ thời điểm đó. Và điều không thể tránh khỏi là những sự dè biểu, hoài nghi. Dẫu sao đi nữa, Drogba lúc đó cũng chỉ là một tên tuổi mới nổi đang lên, chưa thuộc hàng sao số. Tuy nhiên, Mourinho ở thời đỉnh cao của sự nghiệp lẫn ngôn ngữ học ấy dập tắt mọi xì xào chỉ bằng một câu nói: đừng hoài nghi khi cậu ấy đến, hãy phán xét khi cậu ấy đi. Và thực vậy, ngày Drogba ra đi, anh đi vào lịch sử của Chelsea lẫn lịch sử của bóng đá Anh như một tay săn bàn vĩ đại nhất. Đó là 164 bàn thắng sau 381 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đó là 10 danh hiệu lớn nhỏ. Đó là 10 bàn thắng trong 10 lần tham dự các trận chung kết. Và đáng nhớ nhất là cú đánh đầu như búa bổ vào lưới của Manuel Neuer ở trận chung kết Champions League mùa giải 2011-2012 lịch sử. Đó là tình huống đá penalty quyết định để giúp cho Chelsea và Roman Abramovich có danh hiệu vô địch Champions League lần đầu tiên. Những gì Drogba làm được là quá vĩ đại. Nó vượt qua khuôn khổ một câu lạc bộ, một giải đấu. Nó có sức lan tỏa đến các cầu thủ châu Phi muốn tìm kiếm thành công ở trời Âu. Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Robert Di Matteo đã không tiếc lời khen ngợi khi nói về Drogba: một phi vụ thế kỷ, một siêu tiền đạo, một người thay đổi lịch sử Chelsea và Premier League. Didier Drogba đã trở thành một phần máu mủ và gắn liền với lịch sử của Chelsea và cả giải bóng đá ngoại hạng Anh. Người ta sẽ tiếp tục nói về một cầu thủ cao to cùng những pha đánh đầu và volley đầy chất lượng, một cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ, sức cản nước và một nền tảng thể lực tuyệt vời, một siêu tiền đạo từng khoác áo The Blue và tạo ra một kỷ nguyên mới. Và anh xứng đáng với sự bầu chọn ấy, dù xét ở tài năng hay đơn giản là sự nhân văn trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.